Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đón xem bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14, đài truyền kỹ thuật số VTC. Tôi là Hương Trà, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn một huyện có cấp độ dịch 3, nguy cơ cao. Theo cổng thông tin COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 15 tháng 11, huyện Cần Giờ vẫn ở cấp độ dịch 3, nguy cơ cao. Sau 3 tuần thực hiện đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết 128, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có những thay đổi trong đánh giá cấp độ dịch bệnh. Theo thông tin sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 13 quận huyện vùng xanh nguy cơ thấp chiếm 59%, 8 quận huyện vùng vàng nguy cơ trung bình chiếm 36%, 1 quận huyện vùng cam nguy cơ cao chiếm 5%. Số người mắc COVID-19 tăng từ 426.705 lên 432.866 ca bệnh, tăng 6.161 ca. Như vậy, so với tuần trước thì số liệu về các vùng xanh, vùng vàng, vùng cam đã được điều chỉnh, hiện chỉ còn riêng huyện Cần Giờ đang ở cấp độ dịch 3 nguy cơ cao. 13 đơn vị đạt cấp độ 1, vùng xanh gồm thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, huyện Củ Chi. 8 đơn vị đạt cấp độ 2, vùng vàng, gồm quận 3, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè. Trong tuần qua, các huyện Hóc Môn, Bình Chánh và quận Bình Tân, quận 12, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức ghi nhận có số ca F0 tăng cao. Trước tình hình số ca F0 đang cách ly tại nhà có xu hướng tăng, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh sớm triển khai lại các khu cách ly quận huyện và có thêm bệnh viện dã chiến sẵn sàng thu dung điều trị F0. Thưa quý vị và các bạn, các bệnh không lây nhiễm trở thành bệnh nền cho COVID-19 bởi COVID-19 diễn biến ở những người mắc bệnh nền rất nặng, dẫn tới nguy cơ tử vong cao. Đây là thông tin được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam đưa ra tại Hội nghị Khoa học Thường niên năm 2021 với chủ đề Đại dịch COVID-19 và phòng chống các bệnh không lây nhiễm do Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức. Cụ thể, theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, các bệnh không lây nhiễm trở thành bệnh nền cho COVID-19 bởi COVID-19 diễn biến ở những người mắc bệnh nền rất nặng, dẫn tới nguy cơ tử vong cao. Nhiều người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, phổi tắc nghẽn mãn tính khi nhiễm COVID-19 làm cho bệnh trở nặng thêm và dẫn tới tử vong nhanh chóng. Trước thực trạng trên, để bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm được chăm sóc thường xuyên, Bộ Y tế đã đưa ra các giải pháp tức thời như xây dựng các trạm y tế gồm các bác sĩ và các điều dưỡng để theo dõi sức khỏe, tư vấn dùng thuốc của cộng đồng dân cư ở mỗi địa phương. Ông Kính cũng khuyến cáo hiện tỷ lệ bảo vệ của vaccine đối với COVID-19 không phải là 100%. Người tiêm vaccine vẫn mắc chủng mới bình thường, tuy nhiên tỷ lệ diễn biến nặng và tử vong có thấp hơn. Vì vậy, để giữ vững thành quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, người dân vẫn cần thực hiện nghiêm 5K và tiêm vaccine cũng như chủ động theo dõi, điều trị, phòng tránh các bệnh không lây nhiễm. Cũng tại hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, qua hội nghị, rất mong muốn các chuyên gia với kinh nghiệm, sự tâm huyết và trách nhiệm tiếp tục chung sức, đồng lòng sẽ cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Thứ trưởng cho biết, tại hội nghị lần này, quan tâm nhiều hơn tới 5 vấn đề y tế trọng tâm để các nhà khoa học nghiên cứu chung tay giải quyết trong thời gian tới. Sau đúng một tháng có ca mắc COVID-19 đầu tiên, tính đến nay, tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận hơn 1.300 F0. Để chủ động trong công tác tiếp nhận, điều trị người bệnh, giảm quá tải cho các cơ sở y tế, ngành y tế tỉnh này đã chủ động xây dựng và triển khai mô hình tháp 3 tầng điều trị cho người mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó, Phú Thọ đẩy mạnh việc điều trị F0 tại nhà, giao cho chính quyền địa phương theo dõi và giám sát. Ngoài ra, tỉnh này cũng triển khai mô hình trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người mắc COVID-19 để sẵn sàng phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại nhà của người dân. Xã Kim Đức, thành phố Việt Trì là nơi đầu tiên của tỉnh Phú Thọ thí điểm cách ly F0 tại nhà. Cán bộ y tế sẽ cung cấp 3 túi thuốc điều trị cho các gia đình F0 theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn cách sử dụng. Nếu có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, người bệnh cần báo ngay tới trạm y tế để được hỗ trợ và tư vấn. Các khu dân cư cũng lập nhóm Zalo riêng để kịp thời nắm bắt thông tin, hỗ trợ các gia đình về nhu yếu phẩm khi cần. Khu dân cư chúng tôi thì vẫn duy trì cái chốt trực 24/24 và thành lập cái Zalo để với tiếp xúc với gia đình qua Zalo. Nếu như có những hiện tượng như ho, sốt thì kịp thời chúng tôi báo cáo với cơ quan y tế cấp trên. Và trong thời gian tạm thời chúng tôi cũng quan tâm và mua hộ về lương thực, thực phẩm nếu có gia đình có nhu cầu cần thiết. Thông tin và tiến hành là hướng dẫn
nhà bệnh nhân, cách chăm sóc, theo dõi, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đo nhiệt độ hàng ngày để báo cho trạm y tế ngày 2 lần, chuẩn bị một cái cơ số thuốc là theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Còn đối với trạm y tế thì chúng tôi đã sẵn sàng là chuẩn bị cái cơ số thuốc để điều trị F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế, gồm có 3 túi ABC. Và bên cạnh đó thì chúng tôi đã bổ sung một cái lượng là oxy để chuẩn bị tinh thần nếu trường hợp F0 có trở nặng, tức là có khó thở thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để điều trị. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các ca F0 vẫn phát sinh hàng ngày. Vì vậy, số lượng các F1, F2 liên quan cũng tăng nhanh với số lượng lớn. Do đó, tỉnh Phú Thọ cũng triển khai quản lý các F ngay trên hồ sơ để giúp cán bộ y tế cơ sở thực hiện tốt hơn công tác chuyên môn, giảm quá tải nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, cái tỷ lệ F1 trở thành dương tính ở trong cộng đồng là cao. Do vậy, cái việc quản lý F1 cũng như là cái việc lấy mẫu xét nghiệm, chúng tôi quản lý rất nghiêm ngặt và lấy đúng theo quy định để sớm bóc tách được cái F0 ra khỏi cộng đồng, cũng như là phòng chống cái dịch nó lây lan ở trong cộng đồng. Khi mà quản lý được cái người nhiễm và nghi nhiễm thì chúng ta mới cắt đứt được cái nguồn lây từ người nọ lây lan sang người kia, khai thác được cái lịch sử di chuyển cũng như là lịch sử tiếp xúc của người nghi nhiễm trong vòng 14 ngày qua để chúng ta tiếp tục khoanh vùng những cái người nghi nhiễm tiếp theo. Và việc quản lý được người nghi nhiễm thì cũng giúp điều trị, rồi là quản lý khi những trường hợp mà nghi nhiễm có một cái triệu chứng sớm nhất thì chúng ta đã phát hiện để chúng ta có cái thái độ điều trị tốt nhất. Tính đến đầu tháng 11, trong tổng số 7.000 F1, có gần 6.000 người thực hiện cách ly tại nhà. Tỉnh Phú Thọ đã duy trì hơn 6.000 tổ COVID-19 cộng đồng, hàng chục đội đáp ứng nhanh y tế, tuyến tỉnh, huyện sẵn sàng triển khai nhiệm vụ điều tra dịch tễ, truy vết, sàng lọc xét nghiệm, khoanh vùng xử lý ổ dịch. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn của ngành y tế, bằng nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, chăm lo đời sống cho những người đang thực hiện cách ly y tế cũng được chính quyền địa phương quan tâm để người dân yên tâm cách ly, phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. Thường xuyên quan tâm, hỏi han xem là trong thời gian cách ly thì các cái trường hợp này có gặp khó khăn vướng mắc gì hay không, tặng quà động viên. Trong đó thì chủ cụ thể là những cái suất quà rất có ý nghĩa như là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và sinh hoạt hàng ngày. Tính từ ngày 14 tháng 10 đến nay, Phú Thọ ghi nhận 1.348 ca mắc COVID-19, trong đó nhiều nhất tại thành phố Việt Trì với 558 ca bệnh, huyện Thanh Sơn 242 ca. Thời gian qua, việc thí điểm để các F0 không triệu chứng điều trị tại nhà đã giúp giảm quá tải cho ngành y tế. Bên cạnh đó, việc quản lý, phân loại tốt các F cũng có vai trò quan trọng và khống chế không để dịch bệnh lây lan theo đúng tinh thần của Nghị quyết 128. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về việc rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi vaccine COVID-19. Cụ thể là theo công văn của Sở Y tế Hà Nội, cơ quan này đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về việc rút ngắn khoảng cách tối thiểu giữa mũi 1 và mũi 2 của vaccine AstraZeneca theo hướng dẫn của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế. Theo đó, Hà Nội sẽ rút ngắn khoảng cách tối thiểu giữa hai mũi vaccine COVID-19 AstraZeneca xuống còn 4 tuần. Theo quy định trước đây, thời gian giữa hai mũi tiêm AstraZeneca là 8 đến 12 tuần. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, việc rút ngắn thời gian tiêm chủng giữa hai mũi vaccine sẽ giúp hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân trên địa bàn thành phố nhanh nhất, an toàn và hiệu quả. Cùng với đó, đáp ứng công tác phòng chống dịch, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Về độ bao phủ vaccine, tính đến 12 tháng 11, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine trên địa bàn đạt 98%. Bên cạnh đó, tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 là 61%. Việc xử lý chất thải tại những nơi có dịch là vấn đề không dễ, bởi nếu như làm không cẩn trọng thì đây sẽ là nguồn phát tán dịch bệnh. Do đó, nhằm giải quyết kịp thời, tránh để tình trạng lưu chứa quá tải và ùn ứ trong công tác xử lý rác thải phát sinh do dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội Urenco, đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường lên kế hoạch thu gom vận chuyển xử lý chất thải y tế phát sinh từ khu vực cách ly, khu vực thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19.
là một trong những đơn vị chịu trách nhiệm xử lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện tại Urenco 13 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco đang xử lý chất thải y tế cho bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 108, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bên cạnh đó, do dịch COVID-19, đơn vị nhận nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cho các khu cách ly, bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Trước khi mà thực hiện thu gom tại điểm thu gom thì công nhân của chúng tôi phải thực hiện quá trình phun xịt khử khuẩn toàn bộ rác thải trên bề mặt cũng như là bên ngoài của cái dụng cụ thu chứa trước khi mà đưa lên cái xe để vận chuyển về nhà máy xử lý. Và cái phương tiện vận chuyển của chúng tôi đưa chất thải về xử lý cũng là phải sử dụng những cái phương tiện kín khít để đảm bảo là chất thải không có nguy cơ phát tán ra môi trường bên ngoài. Và toàn bộ những cái xe vận chuyển chất thải trước và sau khi thu gom thì đều được phun xịt khử khuẩn bằng dung dịch chloramin B pha theo tiêu chuẩn. Đến khi vận chuyển về nhà máy thì là trước khi vào nhà máy cũng phải phun xịt khử khuẩn. Tại khu xử lý chất thải công nghệ cao, chất thải y tế được đưa vào lò hấp xử lý bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao. Trong điều kiện đó, toàn bộ mầm bệnh trong chất thải y tế sẽ được tiêu diệt hết, trở thành chất thải thông thường. Chất thải sau khi khử khuẩn được nghiền cắt đem chôn lấp tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Đối với chất thải không có khả năng tái chế, và chuyển cho các đơn vị có chức năng phù hợp để tái chế đối với chất thải có khả năng tái chế. Đối với cơ chế hoạt động thì là hệ thống là sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao và áp suất cao để xử lý cũng như thanh lọc tiêu diệt hoàn toàn 100% các cái vi khuẩn mầm bệnh có hại trong chất thải để biến chất thải thành chất thải thông thường và được xử lý như chất thải thông thường. So với các công nghệ truyền thống để xử lý chất thải y tế, thì công nghệ hấp có nhiều ưu điểm vượt trội như chi phí đầu tư thấp, chi phí vận hành thấp, hiệu quả xử lý cao, đặc biệt không gây phát thải ô nhiễm thứ cấp ra môi trường, không phát sinh khí thải độc hại, đặc biệt là dioxin và furan. Đây là dự án do Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội phối hợp thực hiện. Cho nên xu thế hiện nay đối với chất thải y tế là cái phương pháp gọi là không đốt. Tôi làm phương pháp không đốt để cho chuyển nó thành ra chất thải không nguy hại đã này. Và sau đó những phần nào mà có thể tái chế được thì tái chế. Thì muốn làm như vậy thì đầu tiên là tôi làm nhiệt độ rất là cao nhưng mà không đến mức cháy. Ví dụ như là trong khoảng từ 200 đến 250 độ thì tôi phải áp suất cao. Đấy, và đặc biệt là tôi giữ trong thời gian lâu. Giống như cái nồi hấp ấy, thì cái phương pháp được gọi là phương pháp không đốt. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thì vấn đề an toàn trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế cần được quan tâm đúng mức, vừa góp phần phòng chống dịch, vừa bảo vệ môi trường. Mưa lũ đã khiến cho nhiều đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định ngập sâu trong nước, quốc lộ 1D và nhiều khu vực khác bị sạt lở. Trưa 14 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định vẫn đang khẩn trương giải phóng khối lượng đất đá, cây cối sạt lở trên tuyến quốc lộ 1D qua địa bàn thành phố Quy Nhơn để đảm bảo giao thông. Trước đó do mưa lớn liên tục trên địa bàn cho nên sáng cùng ngày, tuyến quốc lộ 1D qua phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn bị sạt lở nghiêm trọng. Do ảnh hưởng của mưa lũ, tuyến quốc lộ 1 qua Bình Định cũng có nhiều điểm bị ngập, trong đó nặng nhất là khu vực qua phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Tại khu vực này, phần bên phải tuyến, nước ngập sâu đến nửa mét, kéo dài hàng trăm mét từ đêm 13 cho đến sáng 14 tháng 11. Đến trưa, mưa lớn đã khiến cho hàng trăm khối đất đá từ ta luy dương trượt xuống, phủ lấp mặt đường. Cây cối từ trên núi cao cũng bị kéo trôi tụt xuống khiến cho lưu thông qua khu vực chỉ còn duy trì làn xe. Tuy nhiên, phương tiện qua khu vực cũng gặp khó khăn do làn còn lại nước chảy chiết, xiết, gây sói lở kéo dài cả trăm mét. Rất may là thời điểm sạt lở không có phương tiện qua lại cho nên không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ ngay lập tức đến hiện trường, rào chắn phân luồng giao thông để tránh người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong tuần giữa tháng 11, miền Nam cần đề phòng khả năng xuất hiện vùng áp thấp có thể mạnh lên, gây thời tiết xấu trên khu vực Nam Biển Đông, vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và đất liền. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết,
Từ nay cho đến ngày 17 tháng 11, thời tiết trên đất liền miền Nam mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, lượng mưa nhỏ đến vừa, một vài nơi có mưa to. Lượng mưa giai đoạn giữa tháng 11 ước chừng đạt 60 đến 100mm, riêng Cà Mau, Kiên Giang có thể đạt mức từ 80 cho đến 120mm. Sau ngày 20 tháng 11, nhiều khả năng ở vùng biển phía Nam có thể xuất hiện áp thấp cho nên diễn biến mưa sẽ còn phức tạp. Ngoài ra, giai đoạn này tại miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỳ chiều cường rằm tháng 10 âm lịch. Hiện nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai đang lên chậm. Dự báo đỉnh chiều đợt này tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện vào ngày 17 đến ngày 20 tháng 11. Mức đỉnh chiều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền ở mức 1,55 đến 1,6 m. Mưa kết hợp chiều cường có thể gây ngập nặng hơn tại các khu vực trũng thấp ven kênh rạch. Sau 2 năm xây dựng, cống Cái Lớn Cái Bé với vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng đã hoàn thành 98%, đang vận hành thử nghiệm. Hiện các nhà thầu đang hoàn tất những hạng mục phụ trợ cuối cùng như là trồng cây xanh, ánh sáng, vệ sinh. Toàn bộ công trình sẽ hoàn thành trong 2 tuần tới, đúng với cam kết. Cống Cái Bé rộng 85 mét, gồm 2 khoang đã vận hành thử nghiệm vào hồi tháng 2 sau 14 tháng thi công. Công trình đã điều tiết hạn mặn, kiểm soát trên 20.000 ha đất nông nghiệp, giúp Kiên Giang tiết kiệm được chi phí đắp hơn 130 đập tạm. Còn cống Cái Lớn rộng 455 mét, gồm 11 cửa van, cao từ 6 đến 9 mét, rộng 40 mét. Trong đó, 8 cửa van 203 tấn, 2 cửa van 188 tấn, 1 cửa van 155 tấn. Cửa van thép cuối cùng nặng 203 tấn tại khoang số 5, nằm giữa sông Cái Lớn, được lắp đặt vào hồi tháng 6. Từ đó, cống này bắt đầu vận hành thử nghiệm. Toàn dự án khi hoàn thành kiểm soát, điều tiết nguồn nước mặn, lợ và nước ngọt cho 384.000 ha đất tự nhiên ở Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. Công trình góp phần phòng chống thiên tai, cháy rừng, tăng khả năng thoát lũ, tiêu úng, cải tạo đất phèn, kết hợp phát triển giao thông đường bộ.